Dạ vâng, em Linh xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em Nô Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên buổi tối ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020. Vừa em xin kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị em cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn may mắn. Và mặt hàng hôm nay em Linh chia sẻ với chú anh chị là mặt hàng kiến rừng thuần, hàng xanh sạch, đẹp. Để cho cô chú anh chị thứ nhất là phải chưa thân lá, thứ hai phải quay sổ số. Và có những thân cực kỳ là xinh đẹp. Nó là thuộc dòng kiên vũ nên là thân lá nó cực kỳ là to, cực kỳ là khỏe. Đây, họ đã trồng ở trong cái cục dớn. Cái lô này á, thì ở trong cái bác Huế, nói chung là cái này được sự lựa chọn. Lựa chọn sàng lọc những cái thân đẹp, lá đẹp và những thân xanh sạch để vào vườn. Và bây giờ bác chuyển sang hàng va phi điệp. Nên là bác đã bán lại cho em là các cái lô kiếm này, vì em thì chuyên bán kiếm mà. Đấy, vườn em thì chuyên kiếm là kiếm thôi. Đấy, nên là em đã lấy về, mua về để chia sẻ cô chú anh chị. Thứ nhất đầu tiên về chơi sân thân lá rất đẹp. Thứ hai nữa là chúng ta quay sổ số. Không va cũng vấp cơ mà. Đầu rất chi là sạch, rất chi là đẹp. Và địa chỉ của vườn em là ở xóm chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vườn nằm ngay trên trục đường quốc lộ 45. Cô chú chị khi nào qua khu vực huyện Vĩnh Lộc, thành Nhà Hồ thì ghé qua vườn em, rất chi là dễ tìm cô chú anh chị nhé. Và vườn có 3 số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186. Số thứ hai là số 0912 532 056. Và số thứ ba là số 035 335 1567. Cả ba số em đều dùng Zalo. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua ba số trên hoặc nhắn tin qua Zalo, qua SMS. Và em có bán trên hai kênh. Một là kênh Lan Rừng Hồ Công, là em là chủ kênh Lan Rừng Hồ Công. Và kênh thứ hai là kênh Phong Lan Việt Nam. Đấy là kênh của chú Công. Kênh đó là em bán trên kênh đó. Cũng rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị em. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào chuông để theo dõi những video clip mới nhất, sớm nhất. Cô chú hãy nhớ là hãy ấn vào chuông nhé. Ấn vào chuông thì em lên bài một phát là cô chú anh chị hoặc là bất kể ai lên bài một cái là cô chú anh chị được báo về điện thoại của mình ngay. Vâng, và em có phát hàng qua hai hình thức. Một là phát qua đường xe nếu thuận tiện, và hai là phát qua đường VIP, đường bưu điện đấy. Cô chú anh chị được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho tôi tá cô chú anh chị nhé. Và các đơn hàng là chưa bao gồm phí ship ạ. Vâng, em sẽ vào từng đơn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngoài mặt hàng kiếm ra, em còn chia sẻ các cái kỳ phi điệp. Đấy, kỳ ám cánh bầu, rồi là kỳ nùn rụt. Tí nữa em sẽ lấy mặt hàng đó. Cái đơn số 1 này là một thân tơ cực đẹp bản lá là 4 tầm 4 cm rưỡi. Đấy, rất to. Một thân tơ cực kỳ to, cực kỳ đẹp. Dòng này chưa cần nói gì về thân lá thì đã cực chứ là chất rồi. Rất xanh sạch nhé. Xanh sạch đẹp, không tì vết. Và cái đơn số 1 này em bán với giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng cho một thân cực đẹp này, thân tơ cực đẹp này, đơn số 1 này. 500.000 đồng. Sang đơn xanh sạch số 2. Đơn số 2 này em bán với giá là 800.000 đồng này. 800.000 đồng với đơn số 2, đơn cực đẹp, đơn cô chú chị về trồng vào một chậu chi sắn trồng thôi. Mua cái chậu đẹp đẹp trồng là rửa rất chi là đẹp luôn. Rất to, chiều cao của nó rơi vào tầm 20, 40, 60 gần 70 nhá. Nó rất to, rất đẹp của chú chị. Cực đẹp luôn. Trồng lên một chậu cực khỏe, cực đẹp luôn. Hàng thân tơ đấy, tách thân tơ đấy. Cái đơn số 2 này em bán giá là 800.000 đồng ạ. Tiếp theo sang cái đơn số 3. Đơn số 3 này thì nó hơi có một chút vết thôi. Gọi là nó không sạch lắm. Cũng là sạch nhưng không sạch lắm, nhưng mà thân lá nó cực là đẹp luôn. Đây, thân lá. Đứng rồi rồi kia. Cô chú anh chị nhé, xem thân lá nó rất đẹp. Hai thân một mầm cực đẹp luôn. Và cái đơn này em bán với giá là 600.000 đồng này. 600.000 đồng cho cái đơn số 3. Đơn số 3 600.000 đồng, hai thân một mầm cực đẹp luôn. Tiếp theo sang cái đơn số 4. Đơn số 4 là hai thân. Hai thân sạch đấy, sạch đẹp bản lá phải tầm 4 cm rưỡi gần 5 cm của chú anh chị nhá. Bản lá cực to, cực đẹp luôn. Hai thân này rất đẹp luôn ạ. Hai thân này vào một chậu thì có. Ôi, hai thân một mầm, xin lỗi đây. Hai thân một mầm. Đấy, hàng sạch. Vâng, cái đơn số 4 này em bán với giá là 1.100.000 đồng.
1.100.000 đồng cái đơn số 4, đơn cực đẹp luôn đây này. Có chỗ chị nhìn đây. Khi lên một cái chậu thì nó rất là đẹp. Nói chung là lên chậu cái gì, cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Đấy, rất to và đẹp nhé. Thuộc dòng giống Tiên Vũ nên bản lá thân lá cũ rất to, được cả thân cả lá cả củ cả mông, rất đẹp. Đơn số 4 1.500.000 á. Sang đơn số 5 này, đơn số 5 như này nó bị vỡ cái lá này này, do vận chuyển của chú anh chị nhá. Nó vỡ cái lá do vận chuyển, đơn này hai thân loại cũng là xanh sạch đấy. Hai thân này em chia sẻ với chú anh chị với giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng cho chú anh chị về làm giống là về chơi luôn này. 500.000 đồng cho cái đơn số 5. Rất đẹp. Rất sạch và đẹp. Sang cái đơn số 6 là ba thân hàng không lỗi. À xin lỗi cô chú anh chị có một chút này thôi. Có một chút đây thôi. Vâng, và đơn này em bán với giá là 1.500.000 đồng. Cặp sừng trâu rất đẹp đây cô chú anh chị này. Thân củ lá cực kỳ là to. Đây, em đỡ phải đỡ thế này. Cô chú anh chị mới thấy nó đẹp. Cỡ nào. Đáng đồng tiền bát gạo của chú anh chị nhé. Hàng quá sạch luôn. Quá sạch, quá sáng, quá xanh. Cực chất trồng lên một chậu này thì quá đẳng cấp cái chậu đất này này. Vâng, cái đơn số 6 này 1.500.000 á. Sang cái đơn số 7 này. Đơn số 7 thì nó có một cái hai cái lá này nó hơi võng là vì nó bị ép. Đấy, vì nó bị ép bị chẹt đấy nên là hai cái lá này nó không được mở được. Hai cái lá này không mở được nên là nó võng xuống. Còn các thân khác bình thường của chú anh chị nhé. Các thân khác bình thường, cái đơn này em bán giá là 900.000 đồng luôn. Đấy, một mẹ hai măng. Đây là ba thân rồi đấy. Ba thân cực đẹp đây. Ba thân quá đẹp rồi. 900.000 đồng, 900.000 đồng cho cái đơn số 7 ạ. Sang cái đơn số 8 này. Đơn số 8 là đơn này nó bị vỡ cái lá này. Cô chú anh chị này nếu mà không vỡ thì chắc nó cũng rất chỉ là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Có cái đơn này cô chú anh chị thấy chưa? Và cái đơn này em bán ra là 750.000 đồng, một mẹ hai măng lớn này, tính như gần là ba thân rồi, tách thân rồi. 750.000 đồng. Đơn này nó bị vỡ lá đây nhá, nhưng mà nói chung là cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu. Còn chú chỉ tí nữa mua kêu lần sẹo hoặc là chú chỉ vẽ bơi lần sẹo đấy. Lên thì nó quá ok, quá đẹp này. Do vận chuyển đâu, đơn này cực đẹp đấy, quá đẹp. 750.000 đồng cái đơn số 8 này. Tiếp theo sang cái đơn số 9. Cái đơn số 9 tương tự vậy, em cũng bán với giá là 750.000 đồng, nó cũng bị lỗi hai lá. Gọi là bị do vận chuyển, cái này em thấy vỡ cái lá nào đấy. Ví là cái lá này này, là bị hai lá. Và cái này nó cũng dạng là không sạch lắm, nên là em bán với giá là 750.000 đồng. Nó bị lỗi hai lá nhé, bị vỡ cái đầu lá thế nào. Đây sao này. Đấy, khi nãy em nhìn thấy đấy. Đơn này cũng rất đẹp luôn. Cực đẹp luôn. Ba thân quá to, quá khỏe, quá đẹp. 750.000 đồng cái đơn số 9, ba thân một mầm nhé. Ở đây này, cái lá này, đây. Đủ cái lá này đấy, nên là em bán với giá là 750.000 đồng. Ba thân một mầm cực đẹp luôn. Em bảo giờ chưa cần nó đến hoa. Cô chú chị nhìn vào thân lá đã thấy quá chi là phê rồi. Cái này mà lên chậu thì thôi rồi. Đó. Xanh cả một khóc vườn luôn. Kiếm bây giờ đang rất hot, đang rất chi là nhiều người ưa chuộng và chơi. Kiếm trồng cũng rất đơn giản, rất là dễ. Trồng chỗ nào cũng được, ban công cũng trồng được, vé hè cũng được, chơi cá đôn cá chậu nữa. Nên là kiếm cực kỳ là hot. Sang cái đơn số 10. Đơn này thì em đã bảo rồi, không va thì cũng phải vấp. Vừa đẹp cả lá, vừa xẻ cọt. Đây, thân mầm của nó này, sáng khoác luôn. Hai thân hai mầm. Cái đơn này bán giá là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng. Cái đơn số 10, 1.200.000 đồng, đơn xanh sạch đẹp toàn diện. Nói chung là xanh sạch đẹp toàn diện, đơn quá đẳng cấp luôn. Rồi, có cho anh chị nhìn cái đơn quá đẹp luôn. Của chú anh chị nó bị một chút thôi nhá, bị một chút vừa tách lá một tí đấy thôi nhá, nhưng không ảnh hưởng đến cây đâu. Còn đơn này 1.200.000 đồng. Đơn này hoa đẹp, cô chú anh chị đã phải đặt tên luôn nhé. Em bảo không va không vấp, em cũng để lại một cơ số để em trồng ở vườn này, chứ không phải là em bán hết đâu. Sắc đơn 11, 650.000 đồng. Ba thân cực đẹp luôn. Cái này thì nó gọi là cũng không sạch lắm. Đấy, nên là em bán với giá là 650.000 đồng. Cô chú anh chị ở trên chả biết được, cũng được bông cánh mai giống bây giờ bông mai hoa Tiên Vũ đấy.
đang 35 triệu 40 triệu một thân. Như Chí, Mai Hoa Tiên Vũ, Bông Cánh Bầu. Vâng, cái đơn số 11 này 650.000. Ba thân quá đẹp luôn. Cực kỳ lực. Nói chung nó phải chô lên chậu. Đấy đây thì nó đấy, chô lên chậu của chỗ anh chị này, nhìn xanh cả một góc luôn này. Rất to nha, chiều ngang của nó phải tầm 20 này, 40 này, 60. Đơn số 11 650.000 đồng. Sang cái đơn số 12 1 triệu đồng là cái đơn xanh sạch này. Hai thân một mầm. Xanh sạch. Rất sáng luôn nha. Thấy cô chú chị nhìn cái mầm nó lên cũng đã sáng rồi chứ không nói gì đến thân lá đâu. Cái sau lại vàng khoe, vàng chóe đi nữa thì điện cho Linh ơi. Khoe ảnh hoa, nhiều bác hay khoe ảnh hoa lắm, rất đẹp. Muốn mua Linh là khoe ảnh hoa rất đẹp luôn. Duyên. Đơn số 12 1 triệu đồng ạ. Sang đơn số 13 là ba thân xanh sạch đẹp. Chuẩn. Không cần phải chỉnh. Để nó có một chút tách lá này này, một tí tẹo 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 cái này không ảnh hưởng gì, nhưng cô chú chị nhìn cho thân nó. Ba thân góc chéo, đao lên mầm cực sạch, cực sáng luôn nha. Không chạy đi đâu được ấy. Đơn này 1 triệu rưỡi ấy. Đơn này 1 triệu rưỡi này, 1 triệu 500 nghìn đồng với đơn số 13. Đơn 13 1 triệu 500 nghìn đồng. Có đẹp luôn, đơn này cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Nhìn ngoài mới là đẹp. Cái này mà lên một cái chậu xem này. Đặt thử lên cái chậu này, cái chậu này thì hơi bé. Cái chậu này. Này thì đây, thử cái chậu này đấy nha. Đó, cô chú anh chị mới nhìn thấy là thấy không? Quá đẹp đúng không ạ? Không chê vào đâu. Vâng, cái đơn số 13 này bán giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. 1 triệu rưỡi, 1 triệu 500 nghìn đồng của đơn số 13. Sang đơn 14, cặp sừng trâu. Một mẹ hai mang sừng trâu, đơn này 500 nghìn đồng ạ. Một mẹ hai mang sừng trâu, nhìn như cú Phan Chí luôn. Nhìn đúng như cú Phan Chí, không khác gì. Vâng, cái này nó bị lỗi một chút lá đây này, cô chú anh chị nhá, lưu ý giúp em với nhá. Đơn này 500 nghìn đồng này. 500 nghìn đồng một cặp, một mẹ hai mang sừng trâu. Nên người các bác cứ hay mua sừng trâu là vậy đấy, vì nó đẻ rất mắn. Tiếp theo sang đơn số 15, đơn cuối cùng 650 nghìn đồng. Cũng là cặp sừng trâu. 650 nghìn đồng, cái đơn cuối cùng. Cái đơn số 15. 650 nghìn đồng, nó không xanh sạch lắm đâu cô chú chị nhá. Mà rất chất, rất đẹp. Hàng tất cả của em đều là lá láng, không có lá sần, cô chú chị lưu ý nha, không có lá sần, đều là lá láng hết ạ. Đơn cuối cùng là 650.000 đồng, đơn 15 ạ. Sang cái mặt hàng là phi điệp. Phi điệp là đây. Cái dòng đầu tiên em chia sẻ với cô chú anh chị. Cái dòng này thì bảo hành tuyệt đối 100% mặt qua cô chú anh chị luôn, vì đã nở tại vườn em. Đây, đồng của nó đây. Có cả video, đầu tiên cô chú anh chị xem video đi. Ám cánh bầu này. Ám cánh bầu này. Bông cực đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hoa nó đây. Đáng để chơi, đáng để sưu tầm. Vâng. Này cũng có, từng này em mới cắt cả mắt thức chia sẻ của chú anh chị luôn. Cái đơn số 1 là của cái ám cánh bầu này. Là 1 ki này, 1 ki đang bắt đầu ra rễ rồi. Và một mắt thức. Đấy, gọi là không phải là mắt ngủ đâu nhá. Đây là cô chú anh chị về có thể cắt ra để chia khúc ra cũng được. Đấy, cắt ra thì bắt buộc cái mắt này nó sẽ lên này. Đấy. Cái đơn số 1 450.000 đồng, 450.000 đồng chưa đơn. Phi điệp ám cánh bầu số 1. Ám cánh bầu số 2 600.000 đồng. 600.000 đồng ám cánh bầu số 2. Một kia nó bán 600.000 đồng ấy. Số 2 là 600.000 đồng. Sang cái số 3 này. Hai mắt thức này. Đấy. Bắt buộc con nữa phải ra mà. Cái đơn số 3 này em bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng cái đơn số 3.
sang cái đơn số 4 này, tương tự vậy, 250.000 đồng. 250.000 đồng cái đơn số 4. Sang đơn số 5, 3 kỳ trên thân luôn. 3 kỳ nhỏ này. 3 kỳ nhỏ và 2 mắt thức này nhá. Đơn này thôi em bán với giá là 900.000 đồng cô chú anh chị này. 900.000 đồng cái đơn số 5. Sang cái đơn số 6. Đơn số 6 là 2 thân và 2 mắt thức, em bán với giá là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng. Kỳ này nó có rơi tầm 1 2 3 4 tầm 4 đến 5 5 sen rồi. 5 sen ạ. 1.200.000 đồng cái đơn số 6. Sang cái số 7 của cái ám ở cái ám cánh bầu, đơn số 7 là 900.000 đồng, hai thân này. Rễ mọc rồi. 900.000 đồng cái đơn số 7. Sang cái nụ rụt này, cái nụ rụt cái số 1 này này. À này em bán với giá là 300.000 đồng này. Nụ rụt thân nụ nhá, nụ rụt rồi là lá nhăn, đây là củ nó này, bằng ngón tay của em luôn này. Đấy, cái khúc này là 300.000 đồng. Và cái nụ rụt thứ hai là cả một cái đoạn này, mắt thức đây và cộng một cái kỳ này. Đấy, cái này em bán với giá là 600.000 đồng này. 600.000 đồng cái số 2 này. Số 2 có nụ rụt 600.000 đồng. Vâng, hôm nay em có chia sẻ từng này mặt hàng thôi. Cuối cùng em xin chào và một lần nữa kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị em cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và may mắn. Em xin chào và hẹn gặp lại.